Xin chào mọi người, lại một tuần nữa trôi qua, tiếp tục với nội dung bộ phim Thế giới hoàn mỹ. Thạch Hạo và Thanh Y đã tìm thấy Đế Sung. Giữa lúc hắn ta đang bế quan ngộ đạo thì bị Thạch Hạo tấn công bất ngờ, buộc phải mang theo cơ thể trọng thương bỏ chạy. Công lao được Thanh Y nhường lại cho Đa Thần Thạch. Hắn ta thấy mình được tầng bốc liền khoái chí. Sở trường của hắn chính là pháp trận. Xung quanh nơi bế quan của Đế Sung vẫn còn trận pháp kết giới. Bên trong trận pháp có một khối ngộ đạo thạch. Đế Sung đã thử mang nó đi rồi, nhưng mà khối đá này lại có trọng lượng rất nặng. Rất khó để cất vào bảo cụ không gian bình thường, hắn ta chỉ có thể bỏ của chạy giữ mạng mà thôi. Người bên ngoài tiên cổ nhìn thấy Đế Sung bị trọng thương thì cực kỳ bất ngờ. Bọn họ đã nghe qua những lời khen rằng Đế Sung đã vô địch trong thế hệ trẻ tuổi, bây giờ lại suýt phải bỏ mạng. Cao thủ tiên điện không giấu nổi bình tĩnh nữa. Ông ta bạo phát sức mạnh để thị uy không cho những người đứng xem bàn luận. Cỗ sức mạnh thị uy lập tức bị một luồng sức mạnh khác phá hủy. Người vừa mới xuất thủ chính là Bất Diệt Sinh Linh từng được Liễu Thần cứu ở hạ giới. Bất Diệt Sinh Linh lên tiếng bảo kê cho Thạch Hạo. Cường giả tiên điện không muốn nhún nhường. Bọn chúng còn hẹn quyết chiến một trận với Bất Diệt Sinh Linh. Đế Sung cố gắng lết đi từng bước. Chân thân Nguyệt Thiền đã ở phía trước chờ sẵn. Nguyệt Thiền muốn trợ giúp Đế Sung đến cùng. Nàng ta hiểu rất rõ tính cách của Thạch Hạo nên biết cậu sẽ ở lại ngộ đạo. Bọn họ định cử người đến phá đám giống như cách mà cậu đã làm với Đế Sung. Việc trước tiên là giúp hắn ta khôi phục lại thương thế. Sau một thời gian làm việc thì trận pháp cũng bị phá hủy. Đà Thần Thạch vui sướng, vốn còn tưởng khối ngộ đạo thạch sẽ thuộc về mình. Ai ngờ lại bị Thạch Hạo giữ lại. Hắn loại bỏ trận pháp từ đầu đến cuối, không có công lao thì cũng phải có khổ lao chứ. Hắn ta vùng vẫy thoát khỏi tay Thạch Hạo, rồi lao đến cắn nuốt khối đá. Tưởng rằng lần này sẽ được ăn một trận ngon lành, ai ngờ khối đá lại bất ngờ phóng ra vài luồng công kích. Thạch Hạo phát hiện kịp thời nên nhanh chóng bay đến đưa Đà Thần Thạch rời đi. Hóa ra đây là cái bẫy mà Đế Sung đã bố trí trước khi bỏ chạy. Tầm cờ quá sâu, chỉ cần một chút bất cẩn là sẽ bị đánh trọng thương. Tiếc rằng ý đồ đã không thành công, Đà Thần Thạch tức điên tiết. Suýt chút nữa thì hắn bị ăn một trận đòn rồi. Sau này gặp lại, hắn nhất định sẽ đập cho tên kia một trận no đòn. Thạch Hạo bắt đầu phân phó, cậu chỉ lấy khối đá, những thứ còn lại đều để cho Đà Thần Thạch. Cậu tiến lại gần ôm khối đá nhấc lên khỏi mặt nước. Thứ này quả nhiên rất nặng, ngày thường cậu có thể mang theo ngọn núi bay lòng vòng xung quanh. Bây giờ chỉ nhấc một tảng đá to vài mét cũng thấy mệt nhọc. Thậm chí còn không thể nhấc nó lên khỏi mặt nước để di chuyển qua chỗ khác. Không đem đi được, Thạch Hạo chỉ còn cách ở đây ngộ đạo mà thôi. Thanh Y nghe vậy liền lo lắng, lỡ như cậu tiến vào trạng thái nhập tâm, Đế Sung trở về đúng lúc thì làm sao ngăn cản. Đúng như điều mà Thanh Y lo lắng, đám người tiên điện đã đi tới rừng trúc. Bọn họ được lệnh ở đây mai phục, chờ đến khi Thạch Hạo bắt đầu ngộ đạo mới động thủ. Thạch Hạo thì lại không lo lắng, bên cạnh còn có Thanh Y và Đà Thần Thạch. Cậu muốn nhờ hai người hộ pháp, sau đó bắt đầu quá trình bế quan. Nhận thấy thời cơ đã đến, đám người tiên điện cũng hành động. Bọn chúng triệu hồi ra hàng ngàn thanh kiếm nhắm về phía Thạch Hạo. Thanh Y tạo ra một cái kết giới ngăn cản toàn bộ công kích. Nhưng cứ phòng ngự như thế này cũng không phải là cách. Muốn giải quyết phiền phức thì phải giải quyết đám người tiên điện. Thế là Thanh Y lập tức sáng một loạt công kích ra vào rừng trúc, ép cho bọn chúng phải tạo ra một kết giới ngăn cản. Hành động này vô tình khiến bọn chúng bị lộ vị trí. Thấy Thanh Y nhất mực bảo vệ tiểu tử đáng hận đó, bọn chúng đành phải đắc tội với nàng. Bọn chúng dùng hợp sức mạnh tạo ra một thanh kiếm siêu to khổng lồ đánh về phía Thanh Y. Nàng ta dùng sức mạnh tạo ra một lá chắn ngăn cản. Hai bên giằng co kịch liệt, Thanh Y chỉ có một mình, mà đám người tiên điện lại có nhân thủ đông đảo. Tiếp tục giằng co như vậy, chẳng mấy chốc nữa Thanh Y sẽ kiệt sức. Đúng vào lúc bế tắc, Thạch Hạo đã ngộ đạo xong. Cậu chỉ cần điều động một chút sức mạnh rồi chạm nhẹ vào thanh kiếm khổng lồ đã khiến nó tàn vỡ. Sau đó là một màn bón hành cho đám người tiên điện. Một đội ngũ khoảng 10 người đến vây công, chỉ có một tên là chạy thoát. Thạch Hạo thừa nhận khối đá này rất thần kỳ, nhưng muốn ngộ ra nhiều hơn thì cần phải rất nhiều thời gian. Ban nãy cậu phát hiện dưới mặt đất có ẩn dấu pháp trận, cho nên mới không di chuyển được tảng đá. Cậu lấy ra lò luyện đan. Cái lò này có thể thu nạp cả khí tức tiền đạo. Việc thu tảng đá này vào trong là không vấn đề gì. Sau khi đã lấy được ngộ đạo thạch, việc kế tiếp là tính kế lại Đế Sung. Đà Thần Thạch dùng trận pháp mô phỏng ra một khối đá giống y đúc,
chắc chắn Đế Sùng sẽ được một phen bất ngờ. Trải qua một thời gian điều dưỡng, thương thế của Đế Sùng đã khôi phục lại hoàn toàn. Hắn và Nguyệt Thiền lập tức đến tìm Thạch Hạo tính sổ. Đế Sùng chẳng một chút hoài nghi, hắn ta cầm thương lao đến tặng cho cậu một kích chí mạng. Trường thương chém vào cơ thể lại giống như đang chém vào không khí. Hắn ta nhanh chóng nhận ra đây là huyễn cảnh. Mình bị lừa rồi. Đến lúc muốn quay xe lui ra xa thì đã chậm một bước. Cơ thể Thạch Hạo phát nổ đánh bay Đế Sùng về sau. Hóa ra Thạch Hạo và Thành Y sớm đã rời khỏi đây. Cậu để lại lời nhắn sẽ đợi hắn ở Bát Chân Lâu trong Thanh Linh Giới. Chỉ không biết rằng hắn có gan đến hay không. Đế Sùng lần này bị ăn một cú lừa quá lớn. Hắn cực kỳ điên tiết. Với sự tức giận này, hắn ta chắc chắn sẽ đến tìm Thạch Hạo. Trận chiến của hai người họ sẽ có trong tập tiếp theo. Các bạn hãy cùng mình đón xem nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.